Nay vào chơi nhà xếp Hùng thì cũng rất là lâu rồi anh em, mới có dịp hôm nay là mùng Mùng 6 mùng sáu 7 rồi, đúng mùng 6 rồi anh em vào rồi chơi và cũng đấy. chia sẻ cho anh em. Thì với cái cây mà anh Cảnh đang giơ đây thì nó cũng rất là nhỏ nhắn đúng không? Nói Nhỏ chung nhắn. là chơi cảnh cảnh bàn Bàn tay chè. bàn cây bàn trà. Trước mua thì rất rẻ đúng không? Nhưng mà sau nhiều năm tạo tác thì nó cũng ra cây rồi. Nói Một cái chung cây phôi, một này là dòng có như là thành khí rồi, nguyên đây nguyên à, kiện rồi, nguyên bản rồi. nguyên hai chậu rồi đúng Rồi, không? nguyên bản rồi, có Rồi. sẵn chơi rồi. Phải Đây nói là bàn nhiều. trà. Đây hôm nay thì đồng hành với Trung Quốc Sai có anh Cảnh Mặc đây dù về thứ anh rất rất Tân. nhiều. Có những cây nhỏ Đây. trong kia này, anh Cảnh bê Đây. cho anh em xem tham khảo luôn. Đấy cái trong này. Cái này thì lại Cũng vẫn là hàng một mỗi người cây người một bê dạng, nhỏ đúng không? mỗi một cây Một cây một dáng. không? Đấy Nam Điền đúng không? Đấy, bữa nay anh Nam Điền xịn rồi, Nam Điền cắt cành rồi. Rồi. Sếp Mặc Hùng thì dù đang mẹ đi vắng bởi vì sếp đúng đang có đúng việc bố bận ở mẹ dưới nó hơi vậy huyện kia. Chúng tôi vào thì không gặp sếp nhưng mà cũng tiện đây kìa. chia sẻ. Tùng đối Tùng này cũng đẹp chứ. Đối tượng này ngày xưa gần gần giống đôi của Quá nhiều Cảnh nhỉ? tiền luôn, nói tôi ngày chưa là nhiều tiền này. Đấy, À. tự nhiên nó cũng bị mất ra Đây vì là Tùng Tuyết đúng không anh? Hay Tùng Cối? Tuyết. Tùng Tuyết đúng không? Bộ ba này. Tuyết cô ba. Bộ ba này. Cái cây trong kia cũng được cái anh Cảnh nhỉ? Mảnh Cảnh đây này. Cái xanh đây này. Cái xanh này á. Bê cho Đó, bà con ngắm tí. cây này đúng gần như thế là gần nó cũng là nguyên bản luôn. Dáng văn nhân ấy nhỉ, Mạnh Khảnh nhỉ. Nó cũng chưa chưa phải là văn nhân hẳn, À. văn nhân đang ấy, nó ở cái thân văn nhân chứ còn chưa được đọc sách. Và văn nhân này đang bổ quyển sách mới đọc. À, Văn thực nhân ra đang đọc là đầu xuân là và mới rồi, anh em chúng tôi cũng đã cũng đi đang đọc. tham quan giao lưu một số vườn nhưng mà chưa có dịp truyền tải cái thông điệp đến tới tất cả anh em đúng không? Nó như tôi là tôi bẻ thế này rồi, nhưng tôi bẻ thế này xuống xa Ờ này, đúng rồi đúng cái rồi, này là để văn nhân đọc sách, đúng đọc sách nói này ngày xưa. đâu. Ngày xưa thầy các cụ đọc sách kiểu bưng hai tay thế này cơ mà. À như cái đấy gì? Rồi, Ý anh đấy, Cảnh thế này là đưa văn cành nhân. nào xuống? Đấy, Đâu, đưa cành nào xuống? đưa cái này. À, Ý anh Đưa cái Cảnh này ấy đang xuống muốn xa, là xa xuống lòng này thôi. đúng rồi, anh Đấy, đưa xa đưa đây. xuống một tí Đưa xuống để là cho nó văn giống đúng nhân rồi. của cụ. Đấy, cũng Đấy, là bởi những vì người yêu cây cũng có những ý cái tưởng. thân hình này nó quá cao. Thế nên À. mình tận dụng thân hình này cao thì mình đưa xuống đây cho nó ra cái Nghe thế nói anh phù Hùng hợp. vừa rồi cũng bán được mấy cây phải không anh? Vâng. Đó Mấy là hôm vừa những rồi bán được cây cối thì nó phải ba không phải trăm. là không phải là cứ cây đẹp là Đấy, bán được. chơi theo lối cổ nó khác, Đây. chơi Thế theo như ông lối Hùng ông có đương cái đại bây dáng thường giờ. thường là những cái dáng này nhỉ? Dáng dáng này nhiều đúng không? Thế đương đại bây giờ chơi là u cục. Bây giờ À. đây ngày xưa các cụ chơi là coi như là trực với lông. Đấy, Yeah. các loại bonsai thì nó cũng Cứ hình. vừa vừa phải tiền thôi Đấy. lại dễ chơi. Đấy. Trong cái Nó không gian. do thủ những không gian. Rồi. Dễ Rộng chơi thì mà cũng dễ bán đúng không? là không Đấy, không những gian cây đấy cũng thế. to, hẹp thì không gian cây bé. Đấy là con xanh hạt hay con bề bà? Xanh hạt đúng Đấy không? sinh hạt. Xanh hạt. Nhưng mà xanh Đấy. nào cứ có tuổi già đúng thế. À thì đúng rồi. Làm như thời giờ là đang chơi. Bây Cái mẫu vừa rồi trong năm ấy nhìn chung thì là cái không nó gian này nó rất suốt là ở chỗ nhỏ nhưng coi mà như đa là số là không cái quê, hàng không cần Nam Điền xanh quê nào hết. Nó chứ mẫu là cây già nguyên bản các lối cổ là cái trong năm là suốt rồi. Đấy. Chơi gà, hôm nay thì đi với Trung Quốc Sài anh Tân nữa. Anh em để gắm đây có cái si nhỉ? Anh ơi Không cho anh phải em đây xem nó cái. là cây gì chứ không phải cây Không cái si. si chứ trong si. Không phải đây nó là dòng cây gì ấy. Đây là si tai chuột đấy nhá. Si. Hả? Không phải, nó là dòng cái gì? Là Riêng dòng si này là ông Hùng mà mua ngoài Điền Xá mà si này là si đỏ, búp đỏ luôn này đấy. Nhưng nó mà cơ quan nhà nước nó hay đâu trồng ở anh ơi bồn. cái anh nhẹ anh nhớ lên đây cho anh em xem tí Nó hay trồng ở bồn không mà cái cây si này hiện nôi với nó là anh dòng dòng gì? nó si búp đỏ Nó nôi cũng đẹp là dòng dòng si thôi, ngoài si thôi nhưng mà si là gì? à, cái Đấy. si này rất Cây là già trồng nha ở các anh ta bồn tân bồn vào cây hoa, si này mà ai bồn khí đường. lên đá cũng đẹp luôn đúng không Rồi, cái này đưa lên một cái cái ấy này này có lá đẹp thì nó đọc vì thế lá nào? nó rất là già rồi. Những cây mà mua thực chất là cũng mua về giao lưu theo tính chất đam mê thôi, không nhiều tiền lắm nhưng mà nói thật với anh em là nếu mà anh em nào mà từng chơi cây thì cũng trải qua những thăng trầm rồi. Sếp Hùng cũng là một trong những người trải qua rất nhiều những cuộc chơi, cũng là một phó chủ tịch hội sinh vật cảnh huyện nhà, cũng đã đóng góp cho hội sinh vật cảnh nhà rất là nhiều. Hôm nay cũng là ngày đầu xuân thì Trung Môn Sai cũng như anh Tân Phạm cùng anh Cảnh đây về đây giao lưu cũng như là chia sẻ kết nối tới tất cả anh em gần xa. Đấy, các bác anh em thông qua ống kính của Trung Môn Sai biết là không phải cứ đúc kết nhiều năm mà có những cây đẹp được, vì cây đẹp đa số là cũng đã được người chơi cũng như người săn lùng người ta sưu tầm rồi. Vừa rồi sếp Hùng cũng có một cây rất là đẹp cũng đã được anh em ngoài Điền Xá vào và đã giao dịch rồi. Những cây cổ thì không thể giữ được, mình có là những người tâm huyết như thế nào chăng chi nữa mà không có điều kiện
để mà giữ thì rất là dễ, cây quý rất là dễ mất. Chứ còn chơi cây thì ai chẳng muốn mình sở hữu một vài cây đẹp. Đấy, có hai cụ gà đang đứng canh vườn cây. Đấy, rất là đẹp nhá. Đó. Nắng mưa. Đó, những cái tùng lá Hán mà từ thời xưa giờ vẫn còn đây. Rất là già. Không gian. Đúng là chơi cái gì thì phải chăm sóc vào đó. Ngày xưa cây này cũng là cây mà rất là nhiều tiền, bỏ lại số tiền, chi ra số tiền cũng tương đối thôi. Đấy, sư Hùng cũng đã mua. Đấy, nhưng mà đến bây giờ thì... mọi người xem đi. Đây một cái đa nhá. Lúc sốt lên thì các sếp cũng hứng, cũng đã mua cây này. Cả tiền trăm đấy, chứ phải không đâu. Nhưng bây giờ thì mọi cái nó đều được sự thay đổi. Thay đổi với những người chơi, phong cách chơi. Cái hay là những người người ta chọn những cái dòng xanh si người ta chơi. Nên là đôi khi là đa đề cũng hạn chế lại. Vì mặc dù là những cây đẹp thì ai cũng muốn chơi cả. Giá trị của nó bây giờ thì rẻ thì người chủ người ta không bán. Mà đắt thì lại không chưa chắc người khác đã mua. Nên là luôn luôn phải có một cái giá rất là hợp lý này. Mỗi năm một phong cách đây. À, cái trứng gà nhỏ đẹp quá. Anh Cảnh ơi, đây có cái trứng gà đẹp này, nhỏ nhắn này cho mua về này. Cái trứng gà rất nhỏ nhắn kia trên chậu, khả năng có quả đây nè. Trứng gà đây, trứng gà rồi tôi tậu hơi lắm đấy. À, Cảnh thì vừa rồi cũng đã tậu rất nhiều cái trứng gà đẹp rồi. Một gà là có đúng gần 20 cây to. Có dịp thì chúng tôi sẽ chia sẻ vườn cây anh Cảnh để cho bà con cũng được tìm hiểu sâu về những cây dòng Lekima cũng như là cái trứng gà này đúng không? À, nó quả. Đúng rồi, là cái này nó đeo quả là đẹp, nhưng mà cái độ chăm nó kém nên là quả nó cũng chưa có. Và nhá. Đá nước đây. Đây là một trong những cây mà cuốn trong cái hòn đá thấm thủy đây. Bây giờ là đang còn ký cả cây đó. Lúc sốt thì phải nói là không gì mà không thể đúng không? Cái này thì kể cả con số sốt bây giờ cũng là cái nhiều tiền. À, vẫn nhiều tiền à? Cái cách chơi. Nó dòng xanh lá mật anh? Đấy, xẹn đó. Lá mật à? Đúng rồi, xanh, nói chung là nó là xanh quê. Xanh quê lá mật. Đó, ký trên đá thấm thủy, mưa rồi. Phải nói là anh nói anh Cảnh. Bộ rễ này thì nói chung là không phải tính phải 5-8 nữa, cái khủng khiếp rồi. Đấy, ôm đá thấm thủy rồi. Ấy không gian rất chật nha, cái cây này mà để không gian to như nhỉ. Kẹp đây này. Hòn đá này nghe nói ngày xưa cũng rất nhiều tiền đúng không anh? Đá thấm thủy. Này. Hồi nãy là phải đào ở sông Mã không có. À. Cái giống loài đá này lại đang nằm ở sông Mã. À, cái dòng đá cái này đấy. Núi nó không bao giờ có cái đá. Đúng rồi, dòng đá này làm sao có được đây này, nó sân xù nhưng mà nó u cục như này mà nó một khối như này thì ngày xưa đâu phải ít tiền đâu. Đến bây giờ em khẳng định nó không phải ít tiền rồi. Đá bọt nước đá thấm thủy. Đấy đào sông Mã. Đào sông Mã về. Con đào ở trên núi cao thì có cái đá bọt nước này. Không có, mưa nhá anh em nhá. Ông kính mà có bị bám bụi vậy thì anh em xem cũng sẽ thông cảm. Vì thực ra đầu xuân năm mới mà cái không gian nó hẹp như thế mà đang mưa như này nữa thì mình đến đâu thì cũng muốn chia sẻ. Cái xứ này người ta chỉ kéo đá, dây mà chứ đá này phải nói đẹp nó khối luôn này, nếu mà đấy, khối luôn. Đúng rồi, xứ thì là thân mềm cho nên là không thể quấn dây về được, kéo thôi. Đấy, sư Phùng cũng phải cố gắng. À, sung này. Sung kỳ này với đắp ban đầu này lọc nhà anh Cảnh kìa. Kỳ rồi là sung nó cũng bị hanh khô đấy. Đấy, những cái mầm quả. Trong một sai và anh Cảnh cũng có mua một số cây sung mà quả rất là sai. Quả sai, hết giờ là nhiều lúc anh Cảnh với Trung một sai nó nói là tiêu nhau phải đập bớt đi, nó suy cây. Nhiều lúc nó đâm không toại thân thế. Đấy. Quả nó lắm đúng không ạ? Thôi thì đầu xuân năm mới thì cũng chỉ gửi tới anh em một chút cái hình ảnh này thôi. Cũng rất mong anh em nào mà trong cái dịp năm mới này có dịp đi du xuân thì có thể là tham khảo một số vườn cây cũng như là đầu tư cho mình một số những tác phẩm anh Cảnh đúng chưa? Mà nó rẻ, nó đẹp thì được. Vẫn là tiêu chí rẻ mà phải đẹp đúng không? Đầu tư chính đáng, đúng thế đúng lối, không đi sai lối. Đấy. Đục đẽo nhiều quá thì nhìn nó cái ông gọi từ cái lớp trẻ chơi rồi còn lớp cái lớp mà đã không lớp nào cũng thế anh ạ. Bây giờ lớp nào cũng chơi rồi mà lớp nào anh em mình bây giờ cũng chơi cả. Đục đẽo thì nó có cái hay của đục đẽo, mà không đục đẽo thì nó chơi theo cái lứa tuổi thì lại phải thanh niên và thôi thì mỗi người một cái cách suy nghĩ. Chúng con sai cũng xin được
gửi lời chúc đầu xuân tới tất cả anh em, chúc anh em là năm mới là an khang thịnh vượng, gặp nhiều may mắn, cũng như là kết nối tới được hơn nữa nhiều tác phẩm đẹp đó. Mấu chơi lắm đấy, nhưng mà về cái thời gian tiền thoát ra chưa được có đúng không? À. Phê bình mà tự phê bình. À. Vẫn là bận quá đúng không? Làm cây là phải như cái nghề cây là phải như vậy đó. Không cần không, bên nhà còn hai tác phẩm long nữa nè. À, và nghe nói là còn ba tác phẩm nữa xuất sắc đang đưa đi cho anh em mượn mang đi triển lãm cấp xã. À.